Hello? Hi. Hello, Tay. Hello? Am đậu. Đậu. Đây. Không đậu. 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 Đây. Đậu. Đây mới đâu thì không. Am đậu không. Lui lui để tôi. Ừ, nhưng mà. Anh thôi thôi. Tay mà. Hello. Hello. Hello, am tàu. Tàu. Am tàu. Tàu. Không không phải là mày, tao cơ. Am tàu. Tàu. Đậu. Đậu. Không đâu tàu gì. Mày là mày còn tao vẫn là tao. Đậu. Tao kia là tao. Này 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 này. Để ta. Dạ. Hi. My name is Ngọc Hoàng. What's your name? Đấy. Tên nó là Nhưng mà Ngọc Hoàng ơi, em nhìn vóc dáng và ngôn ngữ nó, em biết ngay nó là Tây, Tây khu vực chứ không phải là Tây, Tây bên ngoài đâu ạ. À. Ngọc Hoàng để em, Ngọc Hoàng để em. À, sẽ khăn mà lấy. Hả? À, sạp mà khăn hò mà khăn hè. Chê! Sạc mà hò ca lây căng thêm bà lê. Sạc con hò! Sạc con hò mà hè! Bắt rồi. Anh thấy cái nó mà hát hót, anh cầm hót, anh thằng khen nó mà hót. Chia a kho bay lại thiệt lòng thò là khoang thay. À, thằng này là người Tây mà tên nó cũng là Tây. Hay quá, hay quá. Thế đòi dịch. Sao? Nó vừa nói nó là người Quảng Tây. Không, nó là Tây. Khổ quá, nó vừa nói tôi nghe rõ, nó bảo nó là người Quảng Tây mà để tôi... Nghĩ hảo à? Hờ, nghĩ hảo. Thấy chưa? Cô trưởng vào kinh trung tăng thông tin sai trung bệnh cô thú thành sự sống sinh thú chứ à nhân chỉ nhau lòng thổ chỉ cần là chẳng lâu à cô trưởng vào kinh sung tinh thần trung kỳ cũng bị sinh thống thả à thống thả lĩnh chính lắng thổ lòng chắc à hao lần nó bảo nó có một công ty lớn ở bên Hà Lan chắc không chắc không chắc là hao lần khi sung tinh thống thả xin cái phi su thì ta thông tin tinh thống thả xin cái thấu à? Ai tắc lại thò lại tắc là hảo. Đấy thấy chưa? Ông nói nó không hiểu để tôi nó nhờ tôi phiên dịch. À mà khi na không mà hẹn mà còn họ. Sao cái này mà cho con mà họ chắc là. Yeah, có sao cái này mà thò cái này à England. À đấy thấy chưa? Ông nó là người Anh nhưng mà đấy ông nó là người Anh nhưng mà khác hẳn. À thiên cho nó khó nằm mà khai yên lên thiên thẻ ọt nằm mẹ hên nó ọt mà khai nó hát hả nè sạc lại mà khó thiên mà tục tiệp tục tiệp sạc lại tục tiệp dạ à hay bà ấy lật ọt bị hay thò lì thị là Bulgari à đấy bà nó là người Bulgari à hát mắt ọt nằm mẹ hên hát thì cái nó mà hên khó nằm mẹ thẻ 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 nó gom lại hê สักอะไรตุกเตียบสักอะไรตุกเตียบไอ้เมทัลแค่บันไดละออมไอ้เทียอะไรLao เชียว Lao เชียว nó được sinh ra ở Lào sống đến năm ba ok em xin lỗi ạ đừng em không biết là nó hay là bố nó để em hỏi lại sao cái nào mà hay là nào khót mày hay cái con hòn thôi hot hot thế nghe mà sắc cái này tục tiệp à sắc cái này tục hot à no e này phe nó o mi nó o mi tẹt à lao cho o sắc nó mạnh hè dạ đúng nó rồi ạ dạ nó sinh ra và lớn lên ở Lào sau đó nó sang New Zealand để du học ở đó nó gặp một cô gái và hai đứa chúng nó đã lấy nhau sống với nhau rất lâu sau đó bây giờ là sinh ra được hai đứa một đứa đang học đại học ở bên hả nó nói ít thế mà ông dịch nhiều thế ngôn ngữ bọn này nó thế thêm chữ s gì hay không chữ s gì là nó khác hẳn tiếp tục nhé khách trưởng mó khen nên ho sắc cái này mà tục tiệp sắc cái này tục tiệp khi mai thọ này bên là hay nè có chân gian ha rồi ha stay here ha số sát nó mó này ra cái bầm nó khoan dạ bây giờ nó đã qua hạ giới mà nó muốn đầu tư tại hạ giới ạ. Muốn đầu tư à? Dạ vâng, đầu muốn đầu tư. Giới thiệu. Dạ vâng. Sáng nay, hát thì con nó mà hát. Sắc cả này mà hát thiệt hát, mà con nó mà hê. Hồ, sao mà thế là thọ mà thiệt nạt thiệt nạt thiệt. Sắc con nó mà hê. Ồ, thọc ta là thọc, thọc lè, thọc lè, thọc lè. Này, này,
lẹc, thọc lẹc là thế nào? Dạ, thọc lẹc có nghĩa là vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế nhỉ? Này, 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 này. Dạ, dạ. Thế nếu như ta muốn nói cảm ơn nó thì sao? À, nói cảm ơn. Sakalay lọc thẹc, lọc thẹc. Sakalay lọc thẹc, lọc thẹc. Thọc lẹc, thọc lẹc, thọc lẹc. Hay khát phát thì còn mà xe. Là sắc này mà tục tiệp phải khăn hoa mai phát đau xe khăn hoa mà hàm ớ xe ế ô ho mà đau đau ô đau ô sắc sắc này cái gì nhỉ thọc lẹc thọc lẹc sắc này thọc 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 lẹc ô thọc lẹc thọc lẹc thọc lẹc khai sẽ mẹ con hót thay con hót mai hai hai sao cái này tục tiệp phát thì con nòm hót sai hót nã mai hai hót hót hai hai thô cái sai cái là thằng nó thế thông thông nòm 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 nó thay thô hót mẹ hót to 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 chết nó mày thì mà nó quá sai khổ thay thế nó mày sao mà cứ như là cãi nhau thế ồ quá cãi nhau tôi ông nói cái gì tôi nói nó là môi trường đầu tư dưới hạ giới rất tốt. Rồi thì phong cảnh dưới hạ giới rất đẹp. Tăng trưởng kinh tế rất là vững mạnh, bền vững. Đặc biệt là con người ở dưới hạ giới rất là chăm chỉ làm ăn và rất là thân thiện. Tôi không tìm được cái từ thân thiện mà nói với nó không hiểu. Không hiểu à? Thân thiện. Để không. Con mạng họ. Để tôi nói cho. Thân thiện nhé. Thân thiện. Khiến sống bình thân thông bình thẩm xin thả chỉ công bình xin thảo mẹ tất tất thân thiện là hay nhỏ bổn hổ khiến sống thân thông vì thả chỉ công sẵn sống xin khứng khớ chung bình tân thân thiện là này bác cái đồ mày hết cho nó thay này 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 sạch hồ thôi 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 này để ta con người thân thiện hiểu không thân thiện hiểu mà ôi giời ơi ông nói như vậy là tôi hiểu mà cái ông này nói lùng tùng quá ông ra đây cái gì ông dịch sai rồi ông dịch cho tôi ông lại quên mất cái mà ông nhắc tôi là chặt cà lầy túc tẹp ông không nhắc nên tôi không biết lúc nào phải tiếp tục hôm nay tôi nói bằng tiếng Việt à ồ nói tiếng Việt tôi đã có những nhiều thời giờ ở hạ giới nên tôi nói được tiếng Việt mà tôi muốn đầu tư vào hạ giới đầu tư vào một lĩnh vực mà từ xưa tới giờ không ai đầu tư cả lĩnh vực của tôi đầu tư là phải khác người tôi đầu tư nhưng tôi rất yêu những nét đẹp văn hóa cho nên tôi quyết định đầu tư vào hạ giới tới lĩnh vực có liên quan tới xe tự chế và bán hàng rong không phải ô này các ông không biết đấy thôi đừng coi thường những người lái xe tự chế và bán hàng rong những người đó là những người tiểu thương nếu như chúng ta biết đường quản lý họ thì họ cũng góp phần tăng trưởng về mặt kinh tế ồ đặc biệt là tôi rất yêu những nét đẹp ví dụ như hàng buổi chiều có rất nhiều những cô gái gánh hàng hoa trên phố ôi đẹp lắm rồi có những bà cụ già móm mém nhai trầu ngồi bên mẹt cốm 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 làng vòng ôi trời thơm quá tôi yêu cái món cốm làng vòng lắm hơn nữa tôi còn biết là vào những sáng sớm tinh mơ có những người chờ bằng xe thổ này xe ba gác này rồi là những gánh rau quả từ ngoại thành vào thành phố họ trao đổi với nhau họ buôn bán với nhau tấp nập họ rất vui vẻ mặc dù tôi biết là họ thu nhập cũng không được bao nhiêu đâu nhưng tôi thấy họ vui lắm bởi vì đó chính là thành quả của họ chính vì vậy cho nên tôi quyết định đầu tư vào lĩnh vực liên quan tới xe tự chế và bán hàng rong Ngọc Hoàng là lĩnh vực này chúng ta
Dạ cấm rồi ạ. Thì ta có thể thay đổi. Dạ không ạ, thay đổi không phải đơn giản, vì nó liên quan đến rất nhiều táo ạ. Táo đời sống, táo rau. Thôi được, thôi được. Ta sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường. Gọi các táo vào đây. Cho các táo vào. Không cần gọi các táo đâu, cứ cứ ra quyết định rồi chỉ thì xuống là họ làm thôi, không phải bàn đâu. Dạ thần có mặt ạ. Dạ. Dạ. Dạ các táo có mặt rồi ạ. Này các táo. Dạ. Có một người muốn đầu tư xuống hạ giới. Các ngươi thử bàn xem liên quan tới lĩnh vực xe tự chế và bán hàng rong, thử bàn xem. Trời ơi, bán gì đó, cấm rồi là bán. Bán cả bán. Nhưng nếu có lợi thì ta có thể thay đổi. Cứ bán đi. Không, nhưng mà bán cho xe tự chế lưu hành rồi là tắc đường thì sao? Đúng rồi. Không bán bạc gì, tất cả cứ đúng như thế mà làm. Cái gì mà quy trình luật lệ của nó bày bừa trên đường phố là không được, cấm là cấm. Ờ, ví dụ như là em không quy hoạch được thì bây giờ bảo em là không làm được việc thì chết à. Mà ăn uống bừa bãi ra vỉa hè, mất vệ sinh không an toàn lại đổ tội hết cho thần. Không được. Lại là không. Thôi, không có bản. Không có bản. Không có bản. Không có thế mà làm bản. Không có bản. Không có bản. Các bác bàn thì bàn nhanh lên chứ, các bác cứ làm lâu thế này bọn em chỉ trông một quyết định của các bác mà cứ bàn lâu thế này thì chết em rồi. Sắc này mà túc tiệp mày. Thôi không sắc cái này túc tiệp nữa. Sắc này là còn sắc cái này túc tiệp gì nữa. Tên này, thế ông là ai? Ui, em là ai cũng được mà em nói luôn nhá. Em là em là lái xe tự chế đấy. Lái xe tự chế và cải trang thành Tây để lên Thiên Đình à? Này Thiên Lôi đâu? Này sao nhưng mà... Thiên Lôi! Này nhưng mà lúc nãy thấy nói ngoại ngữ điên đảo cơ mà. Ừ. Khổ quá thì trước khi làm lái xe tự chế em cũng có thời gian đi bán hàng lưu niệm cho Tây nên em nói được cả tiếng Liên Hợp Quốc. Đấy. Ôi rồi ôi, thế mà từ nãy đến giờ cứ lắc mới trả lè. Làm người ta đông điên đảo đi. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, dạ... Thần biết làm như thế này cũng là khi quân phạm thượng, nhưng phải đánh liều đóng giả như thế này thì mới lọt được vào đây, mới gặp được Ngọc Hoàng và mới thưa được những điều mong muốn của con à. Nếu Ngọc Hoàng cho phép thì con xin được nói ạ. Được, ta cho ngươi nói. Ngay tại làng tôi, đất bán hết rồi, chỉ còn nhỏ nhỏ nghĩa địa xa xa. Ngay tại làng tôi, yếm thăm lúa đào, ngực cao nhú nhú đạp vội đi xa. Ngày xưa lũ chim về đây, những bông cỏ mây lay động bờ đê. Ngày xưa tiếng ru mẹ ru, tiếng ru mỏng manh lay động nhà tranh. Rặng tre hót giữa trưa hè, tiếng con sáo dậu gốc rễ về đâu. Đàn trâu lững thững qua cầu, đất bán hết rồi đàn trâu về đâu. À ý à, về đi đàn chim trắng, trắng giấc mơ tôi. Về đi nhà ngói mới, ấm giấc mơ tôi. Về đi vụ xuân hè, giao mùa mái tóc thơm thơm. Về đi, về đi ý à à. Anh nông dân
đừng buồn. Ta biết trong năm qua các táo làm rất tốt, nhưng các ngươi cũng đừng chủ quan với những biến động của xã hội. Cho dù những biến động rất nhỏ thôi thì người đầu tiên là người nông dân phải gánh chịu hậu quả nhất. Sang năm mới, ta có mấy lời với các khanh. Hỡi các khanh, chúng ta đang xây dựng đất nước, chúng ta đang phát triển và chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong năm qua. Đinh Hợi niên, GDP của chúng ta đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Thu hút đầu tư đạt mức kỷ lục, xuất khẩu tăng cao, thị trường chứng khoán phát triển mạnh, toàn dân phấn khởi. Chúng ta tuyên chiến với tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm và đã thu được nhiều kết quả. Việc đội mũ bảo hiểm đã đi vào đời sống, người người hưởng ứng. Trong công cuộc xây dựng, nhiều đô thị, khu công nghiệp đã mọc lên. Hạ tầng đô thị được chỉnh trang, văn minh đô thị được cải thiện, vui mừng xiết bao. Hỡi các táo quân! Năm Mậu Tý đã đến, các táo hãy cùng ta gánh vác việc nước, phụng dân phụng quốc, bảo đảm kinh tế tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế song hành với phát triển y tế giáo dục, sao cho trẻ em phải được cấp sách đến trường trong tình yêu thương của xã hội, người dân phải được no ấm hạnh phúc, tận hưởng thái bình, xã hội văn minh, hiện đại với nền kinh tế hội nhập thế giới. Hỡi các táo! Dạ. Vận hội lớn đang đến, tương lai rộng mở trước mắt chúng ta. Dù còn nhiều khó khăn chồng chất, nhưng với lòng quyết tâm cao, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mây ban chào mùa xuân xa. Xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mây vàng chào mùa xuân xa. Nghe âm vang mẫu chúc an lành, đất nước ấm hoa êm ấm an vui. Bao em thơ khoe mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân
Vâng, xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Không khí mùa xuân đang ngập tràn các phố phường và tưng bừng rạng rỡ trên từng khuôn mặt. Khoảnh khắc thiêng liêng của phút giao thời đang đến rất gần với tất cả chúng ta. Một mùa xuân mới sẽ mang đến những niềm vui mới và những niềm hy vọng mới. Xin được trân trọng giới thiệu các nghệ sĩ tham gia chương trình Táo Quân 2008, nghệ sĩ Quốc Khánh, nghệ sĩ Xuân Bắc, nghệ sĩ Công Lý, nghệ sĩ Minh Phượng, nghệ sĩ Tự Long, nghệ sĩ Trí Trung, nghệ sĩ Quang Thắng, nghệ sĩ Bá Anh, nghệ sĩ Vân Dung và tất cả các nghệ sĩ của chương trình Táo Quân 2008. Xin được thay mặt các nghệ sĩ kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều sức khỏe, một cuộc sống an lành và hạnh phúc.